Xin chào các bác. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bác cái công dụng của một loại nước rất là tốt mà sẵn có cho lan. Đấy là nước vo gạo. Thì trong cái nước vo gạo này có chứa rất là nhiều cái tinh bột, vitamin và các khoáng chất. Thì trong nước vo gạo nó có nhiều vitamin thuộc nhóm E cũng như là nhóm B, như B1, B5 và B12, giúp cho cây kích chồi, kích rễ, ổn định môi trường trong cây, tránh sốc môi trường và giúp giải bớt một số độc tố khi mà các bác mua một số cây lan mà đã thuần sẵn ở một số vườn khác mang về. Thì cái nước vo gạo này nó cũng rất giàu các cái nguyên tố đa lượng cần thiết cho lan, như là LPK cũng như là vi lượng, cũng có magie, sắt, silen và kẽm. Cái nước vo gạo này nó rất tốt, thì tại sao chúng ta lại không kết hợp nó với cả một số cái loại phân vô cơ hay là các cái chế phẩm để tăng cái tính hiệu quả trong quá trình chúng ta trồng lan cũng như là tiết kiệm chi phí lên rất là nhiều, phải không các bác? Thì cái nước vo gạo này nó cũng rất là lành và không sợ tác dụng phụ như là hay là gây các cái tác hại nặng nề như phân hóa học. Thì sau đây tôi xin hướng dẫn cái tỷ lệ pha cái nước vo gạo với nước kết hợp với cả một số loại chế phẩm khác đơn giản thôi để cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Thì các bác chuẩn bị cái nước vo gạo như thế này. Các bác sau khi vo gạo xong thì các bác có thể tiến hành pha với nước luôn, hoặc là để qua một đêm, hôm sau cũng được, nhưng mà các bác không lên để cho nó quá chua, thì lúc đó các bác tưới vào thì nó sẽ có nhiều vi khuẩn có hại hơn, nó sẽ gây bệnh lên cho lan rất là nhiều. Thì các bác pha với tỷ lệ là một phần nước vo gạo với cả 10 phần nước. Thì ở đây là một cái ca như thế này, một cái chậu như này, nó cũng chứa khoảng 0,5 lít nước gạo. Thì ở đây tôi có pha sẵn với cả 5 lít nước lã, các bác tiến hành đổ vào. Các bác có thể cho thêm một giọt hồng nhuyễn kết hợp với khoảng một giọt B1. Các bác nên nhớ là nó đã có nước vo gạo rồi thì các bác nên pha một liều lượng thuận lợi là loãng. Bởi vì là trong quá trình chúng ta bón phân như thế này thì chúng ta vẫn cần phải có thêm các cái loại phân thuốc khác, thì nên là các bác tốt nhất là nên pha với liều lượng thuận là loãng thôi. Rồi, rất là đơn giản phải không các bác? Nếu như mà các bác không có chế phẩm hùng nguyễn hay là B1 thì cũng không sao, các bác có thể dùng cái này, chỉ dùng nước vo gạo pha loãng với nước chứ không cũng không vấn đề gì. Nhưng mà có hai cái loại kia vào thì nó sẽ giúp cho quá trình kích rễ cũng như là kích chồi cũng như là sự phát triển của cây nó sẽ tốt hơn một chút. Sau khi các bác pha xong thì các bác tiến hành cho ra bình phun bình thường như tưới cây thôi ạ. Thì với cái cách pha như thế, pha chế nước vo gạo với cả nước kết hợp với cả hùng nguyễn và B1 như thế này, thì các bác có thể sau 3 ngày các bác lại tưới lại một lần, và khoảng từ 10 đến 15 ngày thì các bác có thể bón đan xen các cái loại phân 10 30 30 hay là 20 20
20 hay là 30 10 10 thì tùy từng vào giai đoạn phát triển của cây mà các bác có thể bón thêm. Tôi lưu ý với các bạn là các bác nên bón các loại phân có thêm cái chữ TE đằng sau ấy, thì nó có thêm các cái thành phần nguyên tố vi lượng như là sắt, magie, sắt kẽm hay là silen hay là mangan, bo thì nó rất là tốt cho cây để tránh sự thiếu hụt các cái nguyên tố vi lượng ở trong cây. Rồi bây giờ các bác chỉ cần cho ra cái chậu này, các bác phun đều đẫm cả phần lá, phần gốc và phần thân của cây là ok ạ. Thì đó là cái cách pha chế tỷ lệ cũng như là cách dùng nước vo gạo. Thì tôi xin chúc các bác có những cái giò lan phát triển thật là khỏe mạnh. Cuối cùng là xin chào và cảm ơn các bác.